Đồng hồ chạy bằng năng lượng ánh sáng nha. Có nghĩa là khi phòng chúng ta mở đèn lên thì nó sẽ có một cái bộ tích hợp cái năng lượng, nó sẽ lưu trữ năng lượng. Và sau đó khi chúng ta tắt đèn thì nó sẽ sử dụng cái năng lượng đó để chạy. Đấy, con đồng hồ này thì đây là một con trong những con đồng hồ rất tuyệt vời của Nhật hay quý vị. Thì tất cả các cái ở bên đây là bằng kim loại hết ha, bằng kim loại hết, rất là đẹp luôn quý vị. Nó có một quả xoay ở đây ha. Đấy. Rất đẹp. Con này thì để phòng hết ý ha, chạy hoài luôn ha, không có phải mà xả hết pin gì hết. Chiều ngang này thì khoảng gần 20, khoảng 19. Chiều cao khoảng 30 ha. Đây, rất đẹp luôn.